Trong cái bức thư này thì Trần Đông Thành, con Trần Đông Thành, con ngồi đi con. Trong bức thư này đã con cũng lớn tuổi rồi, mà con muốn chết được nhẹ nhàng, an ổn thì rất dễ dàng, không khó gì đâu con. Bởi vì con giữ được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự như thầy nói, thì con sẽ chết nhẹ nhàng, an ổn mà không đau đớn gì cả. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng. Có niệm thì tác ý đuổi, mà không niệm thì ngồi im đó. Thì cứ ngày ngày mình sống vậy, đến khi mình chết rất nhẹ nhàng. Con nếu mà con chuyên con sống vậy, trong 6 tháng thì giờ tới chết con rất là nhẹ nhàng. Nghĩa là đi rất nhẹ nhàng, không đau bệnh, không khổ sở gì hết. Nằm xuống cái coi như là mình tỉnh, coi như là hơi thở nó ngừng lại, rồi chết. Cũng như người ta thấy không có bệnh đau gì cả, nhưng mà phải giữ được cái tâm bất động đó. Nó cái tâm đó là cái tâm đi vào cái niết bàn, chứ không còn là cái tâm vô lậu, nó không còn đau khổ nữa. Mà con cố gắng, hôm nay biết pháp rồi thì con hãy tu tập pháp đó thì nó sẽ dễ dàng cho con. Còn về cái người bạn đời của con mà đã chết rồi thì con sẽ giữ gìn năm giới, con sẽ giữ gìn năm giới, con ước nguyện. Mặc dù là bởi vì con muốn hỏi là vợ con sẽ ở đâu, sanh ở đâu, vào cảnh giới nào. Sự thật ra chưa biết Phật pháp thì làm sao chúng ta vào cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc được. Chúng ta còn phiền não, còn thương, còn ghét đủ thứ, thì tức là khi chết rồi thì cái nghiệp lực đó đi tái sanh luân hồi. Mà đi tái sanh luân hồi thì đến giờ là thành ra những đứa con, đứa bé, những con người hoặc là những con thú vật. Nếu mà mình làm ác, từ lâu giờ mình giết hại chúng sanh, mình ăn thịt, thì mình làm sao tránh khỏi được làm thân, không làm thân chúng sanh. Cho nên vì vậy con giữ gìn, con vì với một cái người bạn đời của mình đã qua phần rồi, thì bắt đầu bây giờ mình muốn chuyển để cho người bạn đời của mình được gặp cái duyên mai, được gặp chánh pháp của Phật, thì con giữ gìn năm giới. Năm giới trong một tháng con chọn lấy một ngày nào đó mà con giữ trọn năm giới, con ước nguyện cái người bạn đời của con sẽ gặp được năm giới luật của Phật, sẽ gặp được chánh pháp của Phật. Bất cứ một cái người đó sanh ở đâu cũng sẽ gặp được chánh pháp của Phật. Và gặp được chánh pháp của Phật thì có con đường mới giải thoát được. Đó là vì cái tình thương của con với cái người đã mất thì không thể nào làm gì khác hơn được. Cho nên vì vậy mà con giữ giới. Mà nếu con giữ giới, năm giới cũng là tu tập, thì con cũng sẽ ước nguyện rằng hôm nay con sẽ được năm giới tu hành như thế này. Con ước nguyện rằng người bạn đời của con đã chết đi sẽ gặp được chánh pháp này, cũng tu tập như con. Như con thì cái người bạn đời của con sẽ gặp chánh pháp của Phật, và đồng thời người cũng sẽ học hiểu và nỗ lực tu tập như con đang tu tập. Nghĩa là bây giờ chết đây sang kia thì hiện giờ chết 5 năm, 10 năm thì cũng thành một đứa trẻ rồi, mà thành 10 năm, 20 năm thì cũng là lớn rồi. Thì do đó cho nên khi mà con ước nguyện thì chánh pháp sẽ đến dưới bàn tay của những người đó. Bởi vì vợ chồng đều là có duyên nhân quả. Ở đây con cái tình con thương yêu thì cái, nó sẽ cảm nhận được cái người đó, sẽ cảm nhận được cái đứa bé đó, và vì vậy mà nó sẽ gặp được chánh pháp của Phật để mình giúp cho những người mình cùng nhân quả với mình được giải thoát.